Chào mọi người nhé. Thì hôm nay mọi người lại đến với lại cái một góc showroom nhập quen thuộc này, thì em đã giới thiệu đến mọi người rất nhiều lần rồi. Thì mọi người có để ý thấy cái cây đang bên cạnh em không ạ? Nó có một cái dáng cao vút và thẳng đứng lên như thế này. Mọi người nhìn cái dáng cây này có quen không? Cái cây này giống với cái cây chuối đúng không mọi người? Nhưng mà cây chuối thì thường là nó sẽ to hơn và cái bẹ lá của nó nhìn cũng dày hơn là cái cây này, thân nó sẽ khác. Nhưng mà đây cũng là một dòng chuối nha mọi người. Cái dòng này được gọi là cái dòng chuối thiên điểu. Cái tên này mọi người có một số bạn nghe cũng khá là lạ đúng không? Thì cái dòng này được cũng là một trong những cái top cây cảnh mà được trồng trong các văn phòng rất là ưa thích. Mọi người để ý thì cái lá đúng không? Nhìn mọi người cũng lầm tưởng có thể nó giống với cái lá cây dòng ấy mọi người. Nhưng mà lá ở cây này nó sẽ xanh và dài hơn rất là nhiều. Nó giống cái lá mà gọi là cái cây dong gói bánh ý. Cái lá của nó cũng tương tự như thế nhưng mà màu của nó sẽ nhạt hơn và nhỏ hơn, dài hơn. Cái cây chuối thiên điểu này thì nó cũng là một loài cây cảnh vật được rất là nhiều người yêu thích. Vậy thì chuối thiên điểu nó là một loài cây như thế nào và đặc điểm công dụng ý nghĩa của nó sẽ ra sao? Mọi người hãy cùng theo dõi cái video này, em sẽ giới thiệu cho mọi người và đem đến cho mọi người những hiểu biết nhiều hơn về cái loài cây này nha. Đây, cây chuối thiên điểu. Về đặc điểm ngoại hình thì nó là một cái loài cây có hình để quạt và có tên gọi khác đó chính là cái cây chim thiên đường. Vì sao nó gọi là cái cây chuối thiên điểu mọi người có biết không? Thì cái tên này được xuất phát từ cái hoa của nó. Hoa của nó có hình giống như cái mỏ con chim thiên điểu ấy mọi người. Con chim thiên điểu thì mọi người cũng thường nhìn thì có thể nhìn qua đúng không? Thì hoa của nó sẽ trông cái phần bè đế hoa nó sẽ nhọn, còn hoa nó sẽ tỏa tỏa lên và có thêm cái nhị màu xanh hoặc là cái kim tím ấy, nó giống với con chim thiên điểu. Cái đặc điểm này cực kỳ giống nha mọi người, hoa của nó sẽ có màu rất là nhiều màu sắc, ví dụ như màu đỏ, màu cam hoặc là có thể có màu hồng đậm nữa. Cái hoa này cũng có rất là nhiều màu sắc khác nhau á mọi người. Đây mọi người để ý không, thân của nó này, thân của nó thẳng tắp cao đứng như thế này, cao rất là cao nha mọi người. Thì cây chuối thiên điều này nó là một loài cây dòng thân thảo có chiều cao từ khoảng là 1,5 m cho đến 1,7 m mọi người ạ. Thì cây này chắc tầm cao khoảng 1,5 m mọi người ơi. Và lá của nó xanh mướt và dài khỏe như thế này. Cái cây này cực kỳ khỏe, đang ra lá non rất là nhiều. Thì thân cây chuối này nó cũng không to lắm, nó nhỏ nhỏ vừa phải này. Vỏ thân thì có màu xanh nhạt và mọc đối nhau thành hai hàng cho mọi người. Mọi người để ý gần này. Đây là lá non này mọi người ơi, lá non ra nhiều chưa? Thì rễ của cây này thì nó là thuộc loại rễ chùm nha mọi người, và xuất phát từ từ cái phần thân này nó tạo thành một cái cụm, nhìn bè ra này, cái thân của nó này đó rất là nặng mọi người ơi, gốc của nó khá to đấy. Lá của cây này thì nó có hình bầu dục và cái hình trứng, mọi người cứ để ý đi, lá của nó này nó thuôn dài và nhọn về phía đầu. Cái gân có cái gân nổi giữa là đặc trưng giống cái phần cái tên là dong ấy mọi người, nhưng mà thì nó có chiều dài từ khoảng là 25 cho đến 30 cm nha mọi người, nhỏ hơn thì nó có thể là tầm khoảng 15 cm. Thì cuống của cái lá này cũng khá là dài cứng khỏe nên là để cái nuôi dưỡng cái lá này cũng chơi được cái lá này cũng khá là lâu, dòng cây này thì chơi được về lá khá là lâu nha mọi người. Thì nó thì nó sẽ xếp thành những cái hình tán này mọi người, nó xếp thành sọc sọc đan xen lẫn nhau tạo thành những cái tán lá rất là đẹp. Cái cây này trồng trong nhà với những cái chậu sứ, chậu cảnh ấy, mà đặt ở cái phần ban công hoặc là cái phần trước hiên nhà hay là đặt trước cổng nhà đều tạo nên một cái không gian mới mẻ cho cái ngôi nhà của bạn. Thì cái cây hoa chuối thiên điểu này ấy, thì về cái phần hoa của nó nhá, hoa của nó sẽ mọc trên những cái tán lá như thế này, như cái phần ấn cuống này nó sẽ mọc ra những cái cuộn, nó xong rồi sau đó nó ra nụ và ra hoa. Thì hoa của nó sẽ gồm có ba lá đài và có cái màu cam hoặc là màu đậm hay màu hồng rực rỡ. Cái màu của nó rất là nổi bật, chỉ cần nhìn từ xa cho mọi người cũng có thể nhìn hoa của nó, và cái hoa của nó thì nhìn xa nhìn là cực kỳ giống cái đầu cái mỏ chim thiên điểu ấy mọi người, màu nhọn đỏ hoặc là cam đó. Thì hoa của nó sẽ thường là sẽ có ba cánh ở cái phần đầu hoa này, nó có một cái đế hoa đỡ ở bên giữa dưới này,
và có cái tên gọi này, chính vì thế mà nó có một cái tên gọi hay, giống như là hoa của nó giống con chim thiên điểu, nên là cái tên của nó trong dân gian thì xuất phát từ đó. Và ngoài ra thì loại này nó còn có một cái tốc độ sinh trưởng rất là nhanh nha mọi người. Cái cây này thì cực kỳ là ưa sáng nhưng mà lại không thể chịu được ánh nắng quá gắt. Nếu mà mọi người để cây ngoài ánh nắng quá gắt thì cái tình trạng cái cây sẽ bị khô thân này, khô thân hoặc là khô lá, cháy lá là dễ xảy ra, khiến cho cây nó sẽ bị mất sức sống hoặc là không thể phát triển được. Mọi người nên để cây có độ ánh sáng vừa phải, như là cái ánh sáng ở ngoài ban công cửa sổ thôi mọi người. Ánh sáng vừa phải tầm để cho cây phơi nắng cũng rất là vừa đủ nha. Từ 10 giờ sáng đổ về xuống hoặc là 4 giờ chiều trở đi thì cái khoảng thời gian đó ánh nắng nó nhẹ hơn và sẽ không gắt mấy, thì cái cây nó sẽ không bị cháy hoặc là bị khô, thì cây sẽ phát triển tốt hơn. Ngoài ra ấy, thì cái này nó sẽ phù hợp ở trồng những nơi có đất ẩm hoặc là có độ thông thoáng nha mọi người. Mọi người nên chọn những cái loại đất phù hợp có độ thoát nước tốt này và giữ ẩm cũng khá tốt cho mọi người. Cây này cũng đang là một cây khá là ưa ẩm, mọi người nên cũng nên tưới nước khá thường xuyên cho cái cây này, bởi vì cái tốc độ phát triển của nó rất là nhanh, nên là cái việc mà nó hấp thụ nước và ánh sáng cũng cực kỳ nhanh, thì vì đó mà cái cây này nó cũng dễ phát triển như thế. Ngoài ra cái cây chuối thiên điều này nó cũng không hề ưa rét và cũng không chịu được sương muối nha mọi người. Cái cây này đây là một loại cây cũng dễ trồng và dễ chăm sóc, nhưng mà tuy nhiên thì cái khả năng chịu rét của nó cũng khá là kém. Và cây này thì nó sẽ được nhân giống bằng cái phương pháp tách bụi. Để nhân giống được cây này thì mọi người sẽ nhân giống bằng phương pháp tách bụi nha. Ngoài đó là những cái đặc điểm và một số cái đặc điểm về thân, cành, lá hay là hoa của cái cây này. Thì công dụng của cái cây này là gì? Công dụng của cái cây này thì cây chuối thiên điều nó thường được trồng để chậu nha mọi người, trồng để chậu làm cây cảnh nội thất trong gia đình hoặc là ở trong các cái công ty văn phòng hay là trong các cái sảnh khách sạn, trang trí trong khuôn viên trường học, bệnh viện hoặc là trồng để trang trí sân vườn biệt thự. Cái cây này là một cái cây trang trí cực kỳ phù hợp với nhiều nơi nha. Dù là ở đâu thì nó cũng đều là một cái cây góc nhỏ tiểu cảnh cho gia đình bạn hay là cho cái công ty của mình nha. Ngoài ra cái hoa chuối thiên điều này còn được sử dụng để làm hoa trang trí cho các sự kiện lớn, như là làm các cái vòm hoa to lớn cho cái sự kiện này. Cánh hoa thì nó sẽ được cắm vào trong những cái chiếc bình thủy tinh sang trọng, tạo nên một cái không gian mới mẻ này. Mọi người mang cây ra hoa thì mọi người cắt cái cối dài sau đó cắm hoa vào những cái bình thủy tinh nhìn cực kỳ đẹp luôn, bởi vì cái màu rực rỡ của cái hoa loài hoa này nó đem lại thu hút ánh nhìn, tạo nên một cái nét riêng biệt luôn mọi người ạ. Thì ý nghĩa phong thủy của cây chuối thiên điểu này, thì cây chuối thiên điểu này còn gọi là cái cây chim thiên đường. Cái cây chim thiên đường, nghe cái tên thiên đường là mọi người biết cái ý nghĩa của nó cực kỳ đẹp đúng không ạ? Là cái nào loài chim mà nó bay khắp nơi này, yêu thích sự tự do, và nó dù chúng bay xa đến đâu thì luôn ở mãi bên nhau. Vì vậy cái cây chuối thiên điểu này nó sẽ mang một ý nghĩa tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, biển chung son sắt này, này mãi mãi bên nhau không xa rời. Thì mọi người mua cái cây này mà tặng cho vào những cái thường ấy, cái cây này sẽ mua để ví dụ như vào những cái ngày đám cưới hỏi hay là cái dịp lễ mừng tân giang vu quy gì đấy, mọi người mua về mà mọi người trưng ở trong nhà thì nó có cái ý nghĩa đặc biệt, là em vừa nói là sẽ là thể hiện cho tình yêu vững chãi này đó, đôi nam nữ ở với nhau bên nhau mãi mãi không xa rời, thể hiện sự thủy chung trăm năm hạnh phúc. Cái cây này cực kỳ phù hợp, nó là giống như một cái cây cát tường ấy mọi người, cái cây cát tường để giúp cho những cái đôi đứa yêu nhau này đó. Ngoài ra cây chuối thiên điều này nó còn tượng trưng cho cái sự vững chãi và thành công nha mọi người. Mọi người mà trồng những cái cây chuối thiên điều này trong nhà thì mong ước về tình duyên đẹp, vợ chồng hòa thuận, êm ấm hạnh phúc, hay là cái sự nghiệp thì của mọi người đều thăng tiến nha mọi người. Cái cây này đem đến cho mọi người về sự công danh, may mắn, thịnh vượng và hanh thông trong công việc này đó. Mọi người nên mua một cái cây và nên sở hữu một cái cây như thế này trồng cho mình, để đem đến cho nhiều mình nhiều lợi ích về ví dụ như về mặt tình cảm hay là về mặt trang trí hay là cái về mặt công danh sự nghiệp đều được nha mọi người. Cái cây này cực kỳ tốt nha mọi người ạ. Ngoài ra nó còn thanh lọc không khí cho gia đình mình, là giúp giảm thiểu các khí chất độc hại này. Thường xuyên mọi người cũng
nên thường xuyên lau lá cho cây để cây có khả năng hấp thụ các cái chất khí thải tốt hơn, giúp cho mang lại cho mình một cái cuộc sống xanh sạch đẹp, giúp cho sức khỏe của mình an toàn hơn đó. Thì về cách chăm sóc của cây này, chăm sóc của nó cũng là một loài cây thì dễ chăm sóc, bởi vì khả năng phát triển của nó cũng khá là nhanh. Mọi người cũng chỉ cần để cho cây có đủ độ ẩm, độ sáng này, ánh sáng này, nhiệt độ thì nhiệt độ phù hợp, để trong mọi người để trong máy lạnh cũng được, nhưng mà nhiệt độ thì sẽ dao động khoảng từ 20 độ C trở lên nha mọi người. 20 độ C và khoảng là 30 độ C trở lại thì cái nhiệt độ đấy thì cây phát triển cũng cực kỳ tốt nha mọi người. Nếu mà mọi người thích thì hãy liên hệ ngay qua trực tiếp showroom cây đời tại 39 Trần Bình nha. Bên em đã sẵn cây này, ngoài thì cây chuối thiên điểm này ra còn có dòng thiên chuối thiên điểm khác, đó là dòng chuối thiên điểm Cẩm Thạch đó, em sẽ giới thiệu cho mọi người. Đây mọi người ơi, dòng chuối thiên điểm Cẩm Thạch đây, mọi người nhìn là phân biệt được cái phần lá của nó sẽ có những cái sọc màu trắng ngà như thế này. Dòng này cũng có hoa, hoa của nó cũng tương tự với cái dòng này, nhưng mà cái thân của cái này nó sẽ nhỏ và ít hơn là cái thân của cây này, và lá của nó cũng thế và cũng sẽ nhỏ hơn. Nhưng mà điểm đặc biệt là lá của nó cũng khá là đẹp đấy mọi người nên tin ngay về nhá. Thì cái clip hôm nay xin kết thúc ở đây, hy vọng là sẽ đem đến cho mọi người nhiều điều thú vị và hiểu biết về loài cây này hơn. Mọi người thích thì hãy liên hệ ngay qua trực tiếp bên em tại địa chỉ và số điện thoại em để góc trái màn hình nha. Cảm ơn mọi người đã xem, bye bye mọi người.